Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 đến 48 giờ tới, do ảnh hưởng của bão Trà My kết hợp với không khí lạnh tăng cường, khiến nhiệt độ gần như toàn miền giảm, trong đó thủ đô Hà Nội có hình thái hạ nhiệt rõ rệt. Thời tiết duy trì lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất là 14 độ C. Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An từ ngày 27 tháng 10, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Dự báo trong 3 ngày 27 đến 29 tháng 10, nhiệt độ ở Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc dao động từ 27 đến 28 độ, thấp nhất là 20 đến 21 độ. Vùng núi phía Bắc phổ biến là từ 25 đến 26 độ và thấp nhất là từ 14 đến 16 độ.